Đến nhà. Leo lên bàn cân để cân đi. Bây giờ là công tác tổ này ngon hơn. Treo tổ. Tổ này to hơn đang. Tổ này làm đang phát triển. Tổ này đen. Bây giờ là công tác đi ấy. Anh em vào bàn cân cân xem tổ được bao nhiêu cân. Ui. Nhìn chạm với nhau vậy. Để tự nhiên chỗ của ta nhìn đây. Vẫn bị dò đây. Đây là anh em đang đi đặt tổ ong về nhà. Đặt luôn nhá. Cái gì vậy? Đặt cầm mình. Kéo hạ đấy á? Không. Kéo đấy. Chặt cái nhớ đi. Đây là công tác chuẩn bị treo tổ ong. Anh này đang làm nhà cho ông à? Treo gần chỗ đá rồi nó mát. Treo cành to này chắc ăn. Đấy, treo cành với những ấy. To này này. Không, cành đấy thì... Cành đấy nó chưa hư. Bên kia nó mát kìa. Treo như này liệu có cái đúng... Đấy, như này đây. Đúng nó chọc chọc vậy đấy. Treo cái hướng tờ lỗ nó về đằng nào. Có phải gọi thầy bói về trong hướng không? Không, phải đặt đúng hướng lỗ của nó mới nhanh đấy. Đúng cái bên lúc mình cắt đấy. Không phải nó tùy theo từng tổ ấy anh ơi ạ. Không có khóa à? Tổ nó không. Không mấy đâu. Là nó phải treo tổ. Nghe nó bơ vơ quá. Không trước. Không ghi để treo cho hơ quá. Treo đằng sau ấy. Cảnh đằng sau. Treo cảnh đằng sau mới là đẹp anh Hữu ạ. Treo mẹ cảnh đằng sau. Đây. Treo cảnh đằng sau mới là đẹp. Thấy cảnh kia đẹp hơn kìa. Cảnh này chưa hơ lắm. Treo đẹp lắm. Cái đằng sau mình tưởng là cái. Đấy cảnh đấy đẹp. Đẹp. Liềm lên anh Minh. Để cá đấy chặt đi làm gì? Chặt đi đấy phải gió. Gió bão thì gì mai người ta che đồng hoàng phải buộc. Làm nhà nó đồng hoàng mà. Đấy, buộc lấy cái dây chi đấy buộc luôn. Đừng buộc vào như vậy. Không. Anh buộc vào vậy là gió là nó lay. Hay buộc như vậy đấy. Gió là bị. Buộc như vậy đấy cứng dây. Nó lay cây này nó gió nó lay này. Có cái dây để sắp đấy. Buộc tạm cái dây này. Đây này cái dây dễ của nó là thoải mái. Nếu có phải lấy cái dây ra mang cái dây sắt. Đây là có dàn mướp, phải ra bớt mướp này, địt chạy. Đâu? Đây đây. Lỗ quay vàng này. Lỗ lúc nãy nó quay vàng này. Chúng mình như này. Đây lỗ nó đây này. Ừ, đây, lỗ quay vàng này. Lỗ đây như lỗ đây này. Lỗ đấy thì cứ treo này. Không cầm đấy nhá, không cầm đấy cái. Đây này nhá. Không được đầu dưới, đầu tiên. Buộc đầu kia đi. Được. Bỏ đi. Mình cứ bỏ tay. Đất nó bám vào kêu. Bám đi, bám luôn. Yên tâm. Tôi mặn mãi được. Thì lên thế này, lấy cái dây đồng với bé đi cũng được. Không, cần gì rồi là nó xây luôn vào, buộc khít này. Chưa cái mặt à. Thế sao? Thì bé cắt sâu mà không có hỏng kéo. Thì sẽ kéo đấy không thì bị cắt. Mẹ bị cắt dây. Đóng buộc đầu ngoài nữa đừng đi. Ừ. Buộc đi đã. Đưa gì cứ phải sợ nhỉ. Sợ nó lệch chưa không? Không. Chắc là không bao giờ nào. Nó nằm đúng chỗ này. Lỗ nó đồn. Đấy lỗ nó ở được góc mày đấy. Buộc vẽ túi bóng rồi. Ừ. Bên kia buộc túi bóng rồi xong rồi. Ồ, dây đây. Ở đấy, kia buộc đấy. Cái nào buộc túi bóng? Cần lấy buộc nữa không? Thôi đéo lấy. Phải phát cái ngọn cây kia đi. Vậy dây đấy buộc. Hai ba nút như vậy để chặt cho anh. Đây là công tác tháo túi bóng. Chụp một cái nữa. Thôi là chưa. Lu. Ý giời ơi, đẹp trai thế. Không
mắc ấy rồi, mắc cái mố rồi. Mắc mố rồi, không chỉnh được nữa đâu. Mắc cái mố lên đấy. Hai mố. Kể là phải kéo cái tổ này khả năng xuống một tí nữa, cái cành kia kìa. Còn như này đấy, vừa chuyên. Kéo cái cành này xuống tí nữa. Ôi. Việc cái gì cũng phải sợ, về đến đây thì không có sợ. Cùng lắm tao chạy. Ui, đâu. Sợ kéo cái này xuống tí nữa này. Thấy tổ nó hơi kiểu hơi lệch. Đấy đây, xem cái lỗ nó chả. Lỗ thì nó lại quay đằng kia rồi. Quay ra là đấy rồi, lỗ ấy. Lỗ quay ngược, lỗ quay nó về này. Không, lỗ lúc nãy nó làm gì về về này. Cái sợ là cái chớp nó hơi lệch thôi. Yếu là nó thẳng chớp được được cơ mà. Lỗ nó đi đường nào cũng được ý. Cảnh thì không phải. Yếu là thẳng chớp. Nó mà lệch chớp không cứ lớn được. Đợt nọ năm mấy năm em treo là cứ lệch chớp được, không lớn được. Nó còn tột đi. Ý như kiểu là lệch pha đấy. Lệch pha đấy. Nó không lớn được đâu. Nó còn tột đi. Thôi được rồi, như này đấy. Hình thức treo tổ ong này là cắt như nào treo đúng như vậy. Tổ của nó làm như thế nào ngoài tự nhiên mình về mình treo đúng vậy. Không, cái này thì mình chả cần đâu ạ. Quan trọng gì đâu. Tổ này là tổ đầu tiên. Được chưa? Chưa tháo bông cái gì. Cái mẹ nó mai nó tự cắt à. Thôi cứ để đấy ra để treo tổ kia đó. Treo lần lượt, tháo lần lượt chứ không có lại động nữa mà. Đây là công tác xây nhà cho ông. Đấy, phải thêm hai ba cái cành nhỏ nhỏ này nữa để cho ông làm chớp dài như thế này. Đấy. Chứ quay cái tổ ong quay hòn đá nó lại tưởng tổ ong to như thế. Nghe lại cây to quá. Cái này xa làm thế. Cái đặt vào cửa lỗ thôi. Để xa ra, để xa hẳn ra ngoài, đừng để vào đấy nữa. Lần nào nó làm to mà. Đấy, vậy thôi mà. Đấy, này không có cái đèn như vậy, không có nó ngoài cả lỗ. Thôi được rồi. Đây nó có cái dây bỏ luôn buồn. Nó trèo cái gì đâu mà thấy nó làm to, lẵng xuống đây. Cái mỡ nó treo toàn treo, cái gốc sắn ấy nó có đặt lên cao được mà. Không, tổ này nó treo cao. Mình treo như vậy để nó còn làm dài như thế này nữa chứ. Chó ở chung đến đất luôn. Cái này là đúng rằm tháng 7 anh em lột xác. À quên, tiêu diệt. Khai thác. Rằm tháng 7 là anh em khai thác ong. Thôi vậy thôi. Thôi vậy thôi. Hai cái là đủ rồi anh Hữu ạ. Cắt gắn cái quặc đi tí nữa. Cắt gắn cái quặc đi. Rồi. Dạ vâng. Vợ chồng mình tháo đi hết rồi, có mỗi bà bá ở nhà hát hò. Tổ này đã bị bục ủi ra nhiều lắm anh Huy ơi. Không bị gì đâu. Huy cầm lên đây được. Tổ này treo xong cái phải chạy luôn. Xem cái hướng nó như kiểu nào. Không cần hướng đâu mà. Không, ý là hướng cái kiểu chớp ấy. Đấy. Không treo đấy. Hay cho cái này sang bên kia để cho luôn cả cánh lên này. Một bên à? Ngành nhổ mẹ ra lắm. Lúc em cầm về có thấy ra đâu. Không, đừng buộc như vậy. Xem cái... Hôm nay làm sao mà có bắp nào bị đốt nha. Trong tổ này. Ôi, nó đang đẩy bông ra. Đẩy lên đường, nó ra được thì càng tốt, khoảng rút chứ. Cái đồ này ra cũng không mình. Được tìm này, cháu. Đây. Cái đó. Càng tốt khỏi phải rút chứ. Rút làm sao đây? Rút đây, đẻ gãy đi em. Đẻ gãy hẳn đi. Cành thợ quay tròi. Phải lâu quay cơ ấy. Chúng ta buộc mẹo cành này thế nào? Đấy thì buộc này vậy càng cứng được. Rất là nguy hiểm. Rồi. Ông nó ra tè tè đây. Không cần đâu mà. Đấy. Thấy con ong chưa? Có bác nào thấy con ong chưa? Đấy. Úi. Úi. Rất là kinh.
buộc hết rồi dây bóng rồi. Bây giờ là công tác rút ong. Nhưng mà từ từ thôi. Nhưng mình phải nấp đã. Tắt đi. Bỏ ra tắt.